1, 2, 3, 4 Dạ, kính chào tất cả cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube của chị Bà Kéo Thí Xô chúng em ạ. Vâng, kính thưa quân chị hai họ, kính thưa họ nhà trai, họ nhà gái. Đây là buổi thanh hôn của con chúng tôi. Đây là chào mừng tất cả quý các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Lo Kéo Thí Xô. Nay mình sẽ review con lo gọi được gọi là mạnh danh là vua lo kéo live stream mà được anh Lê Dương Bảo Lâm quảng cáo cũng khá là nhiều. Con này thì phù hợp cho dân bán hàng như live stream, thường xuyên live stream giống như mình nè. Đó, mình cầm mình nói nó rất là đỡ mệt. Ví dụ như mình live stream 50 phút, năm sau mình live stream mỗi lần mình live stream tầm khoảng 30 phút hoặc là 1 tiếng mình đuối luôn. Thì nhờ cái lo này hỗ trợ rất là nhiều. Đó. Một hai ta có rất là nhiều chức năng, rất là nhiều hỗ trợ, rất nhiều chức năng live stream. Đó, eco mình muốn tắt bật gì tùy tùy ý thoải mái. Đây chúng ta có thể dạ giọng em bé. Dạ tất cả cô chú anh chị ạ. Dạ. Em đang dạ giọng em bé. Rồi đây là giọng bình thường của em để mức 0, để mức 1. Tức là dạ giọng em bé. Đi 1 2 mức 1 tổng 1 tổng 2 là dạ giọng em bé nha. Đó. Quỷ sứ. Quỷ sứ là người ta dưới 16 tuổi. 1 2 đây là giọng số 0 là giọng bình thường của mình nha. Và già làm giọng của người lớn ông già rồi á. Chào tất cả các cháu nhớ cái này thì chia sẻ video hồi ông nha. Ông này 99 tuổi rồi, ông đang muốn kiếm thêm một bà đời vợ thứ 10. 1 2 đó, mức trừ 1 trừ 2 là mức giọng ông già nha. Đó. 1 2 tức là dạ tông nam tông nữ. Đây có equalizer, tăng mức equalizer. E1 e MV2, MV3, MV4, MV5, nói chung tương đương với trình bát chép vậy đó. Mic accept nè. Đây là để mức mức M1 nè. M1 thì nó có đó, M1 thì đây là mình nói chuyện nó ngưng nhạc này. Chức năng hội nghị nó nằm chỗ này luôn. M2 là có tiếng echo. M3, M4, M5. M5 là tiếng echo nó dài ra thêm. Đó, 1, 2, 3. Thì thường mình karaoke mình để mức M4 hoặc là M5. 1, còn anh chị các bạn đặc biệt chiếc lo này dành cho chị bạn nào mình chơi beatbox, mình để mức 2 cực kỳ hay. Thì bây giờ mình sẽ beatbox nha, một đoạn luôn. Và xíu nữa mình sẽ review. Này đã có chức năng này. Ghê không? Đó. 1, 2, 3, 4. Đó, ví dụ mình đang ngồi trong nhà thấy có nhỏ nào đẹp thì nghe sexy, hôn xảo cái. Xin lỗi. Đó, thấy cái đẹp thì nghe hôn xảo một cái ha. Đó. Cái trường hợp đó, trường hợp là khi chúng ta hát mà không ai vỗ tay á, mà từ vỗ tay cổ vũ tinh thần à, rất là vui. Cái loa này có đi kèm một cái cây live stream ngay chỗ này nè, đưa lên đây và chúng ta có thể để được hai cái micro lên và kẹp được hai cái điện thoại lên luôn. Hình như là một hai cái điện thoại gì mình quên mất rồi. Nói chung là có chỗ để micro và có chỗ kẹp điện thoại ở trên cái cây. Thì video cái có video đó mình sẽ để phần mô tả bên dưới nha mọi người. Video này chủ yếu là review những cái chức năng nổi bật của con lo thôi, còn review chi tiết thì mọi người bấm phần mô tả bên dưới. Đây tiếng bắn súng nè. Ồ, giống như thiệt không? Cái này nhiều cái gì? Đó. Đó, khi mà chúng ta kể chuyện cười. Dạ dạ. À, cô chú chị nhớ chia sẻ video ủng hộ con nha. Rồi, ok con. 1, 2, 3, 4, ví dụ kể chuyện cười không ai cười. Cười vô luôn, chơi luôn. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cái này là ưu tiên mic nè, ngắt nhạc gì đó. Để xíu mình mò mình mở nhạc lên. Cắm cục dây live stream, vì cái này nè, có tặng dây live stream luôn nha. Đó, cái âm lượng lúc mà chúng ta live stream. Đây là những viên thể nhớ nè. Đây âm lượng micro, thì chúng ta để 50-60 là ok rồi. Nếu sit on, cái này là master, giống như master chỉnh chung cho nhạc với mic hết. Mình tắt về mic không là nó không có nghe. Ví dụ đặc biệt con lo này chơi beatbox rất là hay nha. Ví dụ mình sẽ để mức mic effect nè, có 5 chế độ mic effect nha. Đó, sẽ tắt echo. Ali 1 2 lên mức M2, có một xíu echo. Ali 1 2 3 4 5 6 lên M3 echo mạnh hơn. Ali 1 2 3 không, M3 là không có echo. 1 2 3 4 M3 không có echo, nhưng mà nó không có ngắt tiếng nhạc nha. 1 2 2
3 4 5 6 6 mức M5 là eco mạnh nhất, rồi mức beatbox nè. Chiếc con này chơi beatbox cực kỳ hay nha, giá là 4.7 triệu. Đang có khuyến mãi tặng một phần quà là ấm siêu tốc cho người trị giá 150k, hoặc là tặng đèn led chất theo nhạc. Ví dụ như chúng ta thay beatbox, chúng ta dùng miệng ta giả tiếng nhạc cụ, ví dụ như sau, người ta hay khi tìm kiếm tài năng. Chúng ta sẽ chỉnh lên M2 nghe đã hơn. Nó khác biệt những cái lo khác là vậy. Ví dụ như vậy. Cổ mình có phát tài nhạc đâu nha mọi người, đừng nói mình phùng điên nha. Cái này không phải ai cũng làm được đâu nha. Beatbox nó cũng giống như những cái lo khác. Nó giống như là chúng ta sẽ lên mức M2, cái mức rất là ảo. Bluetooth tên nó là 9810, kê hát từ một đoạn là sẽ lên cầm. Ali, hát karaoke thì thường mình để mức M5. 1, 2, 3, 4. Lớn âm lượng, cái này là master là chung cho mic với là nhạc. Còn lớn nhạc chỗ này, nhạc đang để 50, mic đang 50 luôn. Yeah, Ali, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Rồi cảm ơn quý vị các bạn đã xem video. Mọi người thắc mắc thì mình có thể liên hệ trực tiếp vào hệ số hotline tư vấn miễn phí 0915 486 462 hoặc là 0962 809 867. Mic nó có 5 chế độ FF rất là đã luôn, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nếu mà mình nói chuyện bình thường mình để chế độ M1, khi mà chúng ta chơi beatbox chúng ta để chế độ M2, 1, 2, hoặc là livestream cũng lại để chế độ M2, M3, M4 là chúng ta nói chuyện bình thường rất là ok. 1, 2, M5 nè, 1, 2 dành để karaoke là M5, mức M5, chỗ này là ngắt tiếng nhạc. Rồi, đầy đủ chức năng. Rồi mọi người nhớ bấm phần mô tả để xem cái video review chi tiết nha. Rồi cảm ơn rất là nhiều. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.